Vào lúc 14 giờ hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2024, tại nhà nguyện Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh đã cùng nhau cử hành giờ kinh trưa, giờ thứ 9, chính thức khai mạc tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh. Khai mạc tuần tĩnh tâm, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã nhấn mạnh đến những thách thức mà giáo hội công giáo đang đối mặt trong thời điểm hiện tại. Ngài khuyến khích các linh mục cần bám sát vào các đề tài mà Thượng Hội đồng Giám mục đang thảo luận. Ngài nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để các linh mục hiểu và sống theo tinh thần của giáo hội hoàn vũ và mời gọi các cha cần nắm bắt và thực hành những giá trị này trong đời sống mục vụ. Tuần tĩnh tâm năm nay được hướng dẫn bởi Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình với chủ đề Linh mục giáo phận Bắc Ninh hiệp hành trong sứ mạng phục vụ dân Chúa và cùng nhau loan báo tin mừng. Trong bài chia sẻ, Ngài nói, người linh mục của Chúa không chỉ dừng lại ở việc sống cho chính mình mà cần phải mở ra một thế giới rộng mở hơn. Ngài nhấn mạnh đến việc các linh mục cần mang trong mình sự hiệp hành qua ba mối tương quan, sống với Chúa, sống với tha nhân và sống với chính mình. Để có thể sống tinh thần đó cách trọn vẹn, người linh mục cần hy sinh rất nhiều trong đời sống của mình. Chúng ta cùng hiệp thông và cầu nguyện cho quý cha đang tham dự tuần tĩnh tâm sốt sắng và gặt hái được nhiều ơn lành của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ân sủng để các ngài hoàn toàn vâng nghe theo Thánh ý Chúa, trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước.